Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món mì vu cua mọi người, vô uống khởi đèn đá mọi người. Đây mọi người, mì vu cua mọi người. Ly khởi đèn đá mọi người. Muỗng mọi người. Đồ uống mọi người. Mời mọi người vô, mời mọi người ăn sáng mọi người, ăn sáng uống phê làm bữa sáng mọi người. Nước ngọt một giờ muốn giá giòn giòn không? Vô cua mà vô cua thơm cô mà này là củ cải trắng nước ăn thấy không ăn lắm luôn rồi. Bây giờ ăn nhưng mà ăn nãy thấy hơi mặn mặn. Coi thì thêm miếng chanh vô nước ngon luôn, có đều lên mắm nhút á, nhiều cái mắm nhút đó hơi nhiều nó hơi mặn luôn. Coi thì để miếng chanh dặn luôn. Phê bao đắng mọi người, mì vô cô ngon mọi người, nước ngon mọi người, cô ngon chúng biết ok. Cà phê thì đắng mọi người,
Chào toàn bè mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Ba mọi người.